Chị Hiên ơi, sao em? Em đi ra ruộng, ra vườn em hái miếng rau nha. Rồi ok, hái nhiều nhiều nha, không nên nhà mình có khách em nha. Ok, để chị nhóm lửa. Ok. Thường á, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách sống của người miền quê ở Việt Nam thế nào. Bình thường thì chúng ta bộn bề với cuộc sống ở hiện đại rồi đúng không? Cho nên là bây giờ về miền quê thì rất là thích. Như các bạn thấy ở đây thì mình sẽ có những cái đồng ruộng. Ở quê thì mình không có cần phải gọi là quá lo lắng là làm sao để có cái ăn. Để chị sao? Bây giờ mình ra đồng lúa nè. Cái tới mùa lúa chín nè, những cái lúa như này là gần lúa chín đó các bạn. Cái này lúa nó bắt đầu ra những cái chỗ bông như thế này ha. Thế là người nông dân họ sẽ làm gì? Đợi lúa chín và họ đem có ở đằng kia, các bạn thấy có những cái máy gặt không? Đó. À, thì ở đây á, hồi xưa lúc mà chưa có quá nhiều máy móc hiện đại á, thì người ta sẽ dùng những cái máy này gọi là máy đập lúa. Người ta sẽ dùng lúa, thế người ta đập vô đây để người ta lấy ra những cái hạt lúa đó, và người ta sẽ xay lúa, người ta sẽ bỏ lúa vào đây, người ta xay ra để loại bỏ những cái lớp trấu, lúc người ta sẽ ra những cái hạt gạo và từ đó mình có thể nấu cơm được rồi. Đấy, cho nên là ở miền quê là mình không có phải sợ là mình thiếu đồ ăn đâu nha. Đấy, sao là ở miền quê thường thường đất rất là rộng rãi nè, nên là mình sẽ có những cái khu vườn, và khu vườn đặc biệt là những khu vườn ở miền Tây Nam Bộ, đất và khí hậu rất là tốt, cho nên mọi người có thể trồng rất là nhiều. Như là mọi người có thể thấy đây là có cây ớt nè. Cho nên nếu mà mình muốn ăn ớt thì thường, tại vì trong cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam á là sẽ có cái gì đó nó cay cay một chút xíu, cho nên sẽ có ớt. À, ở đằng đây sẽ có rau. Đây, đằng đây sẽ có rau. Nên là nếu muốn ăn rau thì cứ hái rau thôi. Rau này thì những là những cái rau mầm nó đang mới trồng nên là chưa có được to lắm, nhưng mà sau khi nó lớn lên đó thì mình có thu hoạch. Đấy. Ở bên kia thì có thêm rau muống nữa, muốn ăn cái gì. Ngoài ra còn sẽ có cây thanh long nữa nè. Thanh long là một cái loại cây rất là đặc trưng của người Việt Nam ấy, và đặc biệt trên đất Nam Bắc. Em nói rồi, về miền quê là mình không có sợ đói đâu nha anh. Mình thấy rau xong mình đem vô mình bếp mình nấu. À, ở đây có những cái dàn bầu dàn nước mình có thể nha. Đây em dắt anh đi tham quan. Anh lần đầu tiên đi về miền quê đúng không anh Vũ? Anh chưa biết gì hết trơn đó. Rồi, nhìn là biết rồi. Em á thì ở quê nhưng mà lên Sài Gòn sống cũng được vài năm, nhưng mà mỗi lần về quê rất là thích. Đây thì mình sẽ thấy có... đó cái cây gì đây em? Cái mướp, cái này là vàng mướp anh. Những cái cây á mà mình treo trên vàng mình gọi là vàng ha, còn ở dưới mình trồng mình gọi là cây rau. Đây trái mướp siêu to khổng lồ. Cái đây là trái gì em? Dạ trái mướp, nhưng ăn mà trái này em. Nó cái này nó hơi già rồi, tại vì nó quá là to nên là có rất là nhiều hột. Nhưng ăn được không? Cái trái ăn được không? Ăn thì ăn được ấy, nhưng mà nó sẽ không ngon. Okay, nên là nếu mình ăn mình chọn những trái nhỏ nhỏ thôi. Đây. Bình thường á, ở miền quê là mình sẽ có sông nước rất là nhiều. Đây là người dân họ sẽ dùng nước sông để họ nấu nướng và tắm rửa giặt giũ luôn. Nhưng mà cái nước này đó thì mình đương nhiên mình sẽ phải lựa những cái nơi mà có nguồn nước trong và sạch mình mới nấu nướng được. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì công nghệ nó cũng phát triển rồi, nên ở vùng miền quê cũng có dùng nước máy rồi. À, có cây chuối kìa phòng em. Đúng rồi anh. À, cái đây là cây chuối gì đây em? À, cái giống này là chắc là giống chuối bình chuối cao của mình. Không, chuối cao nó nhỏ hơn. Cái chuối này anh thấy cái trái này gần chín chín rồi nè. Nó sắp chín rồi phòng em. Đúng rồi. À, khi trái chuối nó chín thì nó có vị gì em? Rất là ngọt và thanh. Ok, dạ, dạ. À, thì thường nè, cái lá chuối này nè, mình có thể tận dụng cái cây chuối thì mình dùng được cả cây luôn á. Trái chuối thì mình ăn đúng không? Xong lá chuối mình sẽ dùng để gói lá bánh rồi các thể loại nữa nè. Rồi cái thân chuối như thế này nè anh. Những cái thân chuối mà đặc biệt là thân chuối non như vậy mình có thể cắt ra mình làm gỏi. Ủa mà ở miền quê có nhiều cây chuối không em? Nhiều lắm anh. Là chuối rất là dễ trồng và nó dễ mọc lên. Anh chỉ cần trồng một cây bự như thế này thôi và những cái cây con nó sẽ tự mọc lên theo. Tự mọc lên hết luôn? Đúng rồi. Đó, rồi bây giờ em mời anh theo chân em vào đây. Mình vào gian bếp ha. À, cái đây là cái gì em?
cái này hả anh? À cái đây này, không không cái chỗ đây này, cái nhà đây là cái nhà cái gì? Là cái gian bếp của người Việt mình hồi xưa. Cái đây là cái gì em đọc lại cho anh nghe được không? À nó để là gian bếp Việt, có nghĩa là cái the kitchen of Vietnam. Đọc lại một lần nữa đây em. Gian bếp Việt. À gian bếp Việt. Ừ. Ồ em đọc rất là rõ đó. Cảm ơn anh. À anh ơi, ở đây có cái cây này là hiện tại bây giờ ở cái giới hiện tại của giới trẻ rất là nổi tiếng á. Cái đó là cái hàng rào phòng em. Mình có thể làm hàng rào cũng được mà mình tận dụng để làm trồng cái rồi để mình dùng được luôn. À, cái hàng rào quê là một cái đặc trưng ở miền quê có đúng không em? Đúng rồi anh. Nếu mà mình về miền quê mình sẽ thấy hàng rào người ta trồng chủ yếu là những cái cây, những cái vàng như thế này nó bao quanh xung quanh nhà. À, tức là cái hàng rào, những cái bông hoa như vậy nó sẽ bao quanh nhà thì rất là đẹp đúng không em? Tại vì sống ở miền quê người ta chân chất lắm, người ta không có phải sợ lo lắng gì hết á. Đúng rồi, đẹp quá ha. cái vàng là đẹp quá ha. Cái này là gọi là hoa đậu bếp. Hoa đậu bếp em? Đậu bếp. Đậu bếp. Dạ, hoa đậu bếp. Đậu bếp. Cái này nè, người ta về người ta nấu pha trà này. Nấu gì em? Pha trà uống hả? Đúng rồi. À. Người ta có thể làm những cái vị thuốc nó chữa bệnh được luôn. Có pha cà phê được không em? Không pha cà phê được. Cà phê trà thì được. Mình chỉ dùng cà phê thôi. Okay, nhưng mà những cái loại hoa này mình có thể phơi khô mình làm trà. Nhà này còn có những cái món trà sữa trên Sài Gòn á. Trà sữa hoa đậu bếp. Okay. À, trà sữa hoa đậu bếp. Đúng rồi. Nhưng mà không có cà phê hoa đậu bếp. Dạ đúng. À, ok anh hiểu rồi, cảm ơn em. Cái hoa nó nấu ra cái nước màu xanh đẹp lắm. Nước màu xanh bếp em. Màu xanh dương đó, thì luôn xanh dương tím như vậy. Ok, tức là cái nước trà mà nó bằng hoa này thì nó sẽ có màu xanh dương giống như vậy. Nó màu nó na ná như thế này luôn này. Rất là đẹp. Nếu có dịp bên Sài Gòn em sẽ hẹn anh Vũ và giới thiệu cho anh một cái món này. Ồ, hay quá ha. Ok, rồi bây giờ mình vô cái gian bếp nha. Chị. Em thấy rau vậy rồi nè. Rồi, cảm ơn Vy. Hôm nay là chúng ta sẽ có rau nha. À, đây là gian bếp của mình. À, thì gian bếp thật đơn sơ thôi. À, thì mình sẽ có, là chị đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi. Thì em có biết là cái này cái gì không Vy? Cái gian bếp của chị đó em không có biết luôn đó nha. À. Giờ em chỉ đi ra ruộng em hái thôi đó. Em đoán thử xem đây là cái gì? Cái này chắc người ta kê đồ lên hả? À, cái này là cái bếp luôn. Cái bếp luôn hả? Đúng rồi. Đây là cái bếp luôn. Và hồi xưa mình á là trước khi mình có cái bếp nung đây nè, là mình sẽ có những cái bếp như thế này, là đây là những viên gạch. À, cái bếp này là ngày xưa trước khi có bếp này. Dạ đúng rồi, cái viên gạch. Và sau đó là tại vì á thường á mình sẽ để củi. Mình cũng không có nhiều củi đâu, mình sẽ dùng những cái lá khô thế này nè. Dùng lá khô để để nấu đúng không? Để nấu, mình để ở đây mình nấu và mình sẽ có thể mình đặt cái nồi lên trên này nè. Đó thì mình có thể nấu. Nhưng mà cái bất tiện của cái bếp này là mình có ba cái cục gạch và nó rất là dễ bị ngã. Và khi mà gió thổi á thì nó rất là dễ bị tắt. Nên sau đó thì chúng ta có cái bếp này gọi là bếp nung. Là cái này đã được nung bằng đất và qua nhiệt độ cũng khá là cao và trong một cái lò nung để được bếp này. Cái tiện lợi của bếp này là mình đã có sẵn những cái chân thế này nè, ba chân này mà Việt Nam gọi là ba chân ông táo. Và sau mình nấu nè thì nó chắc chắn hơn và mình cũng có thể dùng than hoặc là dùng củi mình để đây kìa. Và ở đây là mình có một cái lỗ đây là lỗ thông gió, khi mình quạt á là mình quạt ở trên thì nó rất là dễ bị tắt. Mình quạt ở dưới thế này nè, đó thì gió nó sẽ có những cái luồng hơi lên thế này. Xong rồi bắt đầu là nó đốt cháy ở đó đúng không? Đúng rồi. Và nấu ăn ở đó đúng không? Dạ đúng rồi. Okay, thì mình hôm nay người có khách nên mình đã chuẩn bị cho chị những món ăn lớn hơn cái nhỏ. Mở cái cặp bánh lấy chén đũa. Đúng rồi. Cái đây là cái gì em? Cái này là người ta ở tùy theo vùng miền nó sẽ có cái khác nhau. Ví dụ như ở miền Nam mình gọi cái này là một cái rạp hả? Cái sạp đúng không? Dạ, cái sạp. Ừ. Còn người Bắc thì họ gọi là cái gạch con dê đúng không? Em không để ý là người Bắc họ nói như thế nào nữa, nhưng thực ra người miền Nam họ sẽ nói là cái sạp. Anh nhớ có người họ gọi là cái chạn đó. À, cái chạn đúng rồi. Cái chạn á. Người ta gọi cái chạn. Thì mình có thể để chén vô đây, mình lấy chén đồ nè, để dĩa đồ. Cho okay. Ôi mà cái chén này là có mấy cái chén từ thời nào vậy em, mà sao nó nhìn nó cũ vậy em? Dạ anh, cái chén này á nó làm hồi xưa nó làm bằng sành sứ. Mà nó là đồ chén cổ rồi không em? Nó là cũ lắm rồi đúng không? Đúng rồi, cái này là có gọi là chắc là nó có một cái khoảng thời gian cũng là mười mấy chục năm rồi. Đúng rồi, vậy mấy chục năm rồi. Cái chén này thật sự nó rất là tốt so với cái chén thời hiện đại luôn. Ừ. Tại vì có thể nhìn nó cái nó không được đẹp mắt.
hoa văn nhiều, nhưng mà cái chất lượng của nó anh cầm vô anh để đồ nóng là không bao giờ nó gọi là quá làm cho anh bị nóng bỏng tay như những cái chén bây giờ. Anh cầm thử đi, chén nó rất là nặng tay. Đúng rồi, đúng rồi, cái chén này rất là hay ha. Nó nặng tay nha, chứ nó không có rất là mỏng đâu. Và thật sự là nếu mà lỡ rớt xuống thì nó cũng không dễ bể lắm đâu. Tức là cái chén này là chén làm từ cái thời lâu rồi đúng không em? Đúng rồi. Ok. Và cái chén này thật ra ở về miền quê anh mới dễ tìm. Thật ra thì nhìn cái chén này nó cũng không có đẹp lắm. Đúng rồi, tại vì cái kiểu mà hồi xưa người ta làm theo cái kiểu là chất lượng làm dân giả thôi, chứ nó không có cạnh tranh nhiều như thời hiện đại. Hiện đại thì đương nhiên là anh nếu cái kiểu này nó sẽ không thể cạnh tranh được với người ta rồi. Nhưng mà về cái chất lượng mà sống với cái ăn cơm trong những cái chén này rất là ngon. Ô, còn đây là cái gì đây em? Đây là cái gì? Cái này là cái đèn dầu. Cái này là cái đèn dầu hả em? Cái đèn dầu nó khác anh, nhưng mà cái đèn này nó kiểu người ta cũng giống như hồi xưa nè. Nhưng mà nó này nó không có dùng dầu hay sao, hay là có dùng dầu hay em cũng không để ý lắm. À, cái này có vẻ là giống như cái đèn dầu đó. Đèn dầu đó. Mà bây giờ tôi tắt đèn cái điện vô á, chứ trước kia cái đèn dầu ở đây nè, cái này là bình dầu. Nó có cái tim đèn ở đây. À đúng rồi, phải có cái sau đó nó phía ngoài mình sẽ có một cái lớp bảo vệ, một thủy tinh gì đó để mình bảo vệ đi á. Thì cái này là trong buổi tối thì mình hay, tại vì quê của Việt Nam không có điện. Nên mình ra chúng ta sẽ hay dùng đèn để chúng ta thắp sáng trong nhà. Ồ, mình thấy em đang nấu cái gì đây em? Những món ăn dân giả thôi anh. Dạ, của Việt Nam mình. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay nhà mình có khách mà hết gạo Lưu Vi. Em có thể là gì? Đi xin gạo và chị sẽ gì? À, đây là cái thúng. À, cái này là cái thúng để hai lúa được không? Dạ, đúng rồi, mình cái này để lúa ở đây, gạo ở đây. À, chị sẽ đi. À, cái đó là cái đồ bắt cá phòng. Đúng rồi. Đúng rồi. À, cái này là dùng để bắt cá. Đây gọi là cái đó. Tiếng Việt nó gọi là cái gì? Cái đó. Dạ. Nhưng mà có người họ gọi là cái rọ đúng không? À, đúng cái rọ nhưng mà cái rọ khác. Nhưng mà đúng rồi, tùy theo vùng miền đúng rồi. Cái rõ hay là cái đôm hả? Dạ, cái đôm. Cái đôm. Dạ. À, cái này là dùng để bắt cá đúng không? Dạ, bắt cá. À, em thử em miêu tả bắt cá thế nào rồi em? Đó, ví dụ là em miêu tả đó xem em bắt cá là sao? Bắt sao? Ê. Bắt sao? Ok, rồi. Thì đâu rồi, xong rồi đây nè. Ví dụ dạ, giả dụ nha. Ví dụ ở đây luôn cho anh. Ví dụ đi. Dạ. Tưởng tượng, dạ. Ví dụ như là mình sẽ có gì, mình sẽ có xong ở đây nè. Ví dụ con cá này anh. Con cá đó, cá là cái dép đó, đúng rồi. Ở đây thì mình sẽ có một cái này, mình thường giống cái lưới gì đó, mình sẽ gì? Mình sẽ ụp nó vô như thế này. Là bắt được con cá rồi đó. Và con cá nó ở trên đó. Anh tay bỏ vô, cái tay vô. Dạ, anh lấy con cá lên. Đúng rồi. Con cá bự quá không lấy được. Dạ, thì đó đúng, thường cái này đúng. Là mình dùng cho cái nước mà nó nông thôi chứ nước nông thôi. Suối anh ở suối. Ở suối. Dạ. Đúng rồi, chứ không có dùng được ở sông đúng không? Ở biển cũng không được đúng không? Dạ. À hay. Nhưng mà tại hôm nay có khách nên chúng ta cùng nhau đi làm đồ cho khách nào. Nhưng mà khoan từ từ em. Nhưng mà anh thấy cái kia là cái gì đó, hai em có đang thấy cái gỗ đó là cái gì đó. Đây là gọi cái chạng. Cái chạng hả? Đúng rồi, cái chạng. Hay là nhiều vùng biển người ta gọi là cái gạt băng dê. Cái gạt băng dê, đúng không? Cái đó là cái từ gạt băng dê là từ tiếng Pháp đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi xưa là Việt Nam với Pháp nó có nhiều cái từ nó giống như cái băng cassette vậy đó. Đúng rồi. Gọi là cái cassette. Đúng rồi. Vậy đây về cái gạt măng dê này đó em, cái gạt măng dê đúng không? À, nó dùng để làm gì vậy em? À, nó có thể đựng đồ rất là nhiều thứ. Tại vì thường đồ ăn của mình ăn xong á là mình vẫn còn đồ á, thì mình có thể mình để đây anh thấy nè. Ví dụ đồ ăn của mình chỉ, đồ ăn dư mình để đây, hay là mình đi về thì mình có thể mình để những cái đồ đạc của mình á, mình xếp lên trên này cho nó thấy. Ở đây có cái tủ nè. Cái tủ này để chứa đồ ăn để cho con côn trùng á nó không vào để nó phá ăn của mình được. Bây giờ người Việt Nam họ còn dùng cái này không em? Với nhà hiện đại thì em thấy là không, mình đã có những cái tủ mà tủ lạnh rồi đúng không? Có tủ lạnh rồi. Tủ lạnh rồi, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Sẽ kiên cố hơn. Đúng rồi, không còn dùng những cái tủ gỗ giống như ngày xưa như vậy nữa đúng không? Nhưng mà anh về khu vực miền quê thì anh sẽ thấy. Miền quê thì vẫn còn. Dạ. Đúng. Hay quá. Ơ nhưng mà hai em đang làm gì ở đây? Tụi em đang thử cuộc sống nông thôn. Đúng rồi, cuộc sống thành thị đôi khi nó quá bộn bề và mệt mỏi. đúng. Mình phải quay trở lại với tuổi thơ và về với nông quay thôn. Trở lại với tuổi thơ và trở lại nông thôn đúng không? Em cần quạt làm gì? Em cần quạt để quạt lửa anh. Em quạt đi. 1, 2, 3, yeah, quạt đi. Yeah. Lửa đâu? Em đi quăng gánh đi, em đi gánh đi. Đây, cái này ngoài ra phải có hai cái gánh nhưng mà okay. Mình mất hơn một cái rồi mình dùng một cái cũng được. Đúng rồi, đó. Ok, đúng. Đó, người ta sẽ bỏ trái cây hay bỏ bất cứ cái gì. Đúng. Nhiều, mấy bà, mấy cụ, mấy cô rồi á, rất là khỏe nha, bỏ được những đứa trẻ vô đây mà gánh được. Bỏ em bé vô đó luôn đúng không? Đúng. Anh nhớ là mấy cụ là bỏ em bé vào trong cái gánh đó và gánh đi làm luôn. Đúng rồi. Đúng. Hay. Đẹp hơn ha. Quá đẹp hơn. Nhưng mà